Lan Trinh và May chào đón quý vị đến với chương trình Kết Nối Trái Tim. Xin mời. Một ngày mới đến ở Đạ Long, không có các chàng trai, các cô gái phải tự làm mọi việc. Các chàng trai cũng phải tự xoay sở đi chợ, cơm nước. Cái tình cảm thêm vẫn còn, nhưng mà kiểu như cái ý chí của em đang dần mất đi. Bây giờ thì em chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Em gửi này cho anh Non Gen. Em gửi cho cá heo, nhưng mà đó là canh chua, nhưng mà đổi cá thành thịt tại cá heo mới ăn cá. Khoai tây sốt sa tế. Lúc đầu thực ra em định nấu món này cho anh mắt to kìa, nhưng mà tại vì em lỡ em cho cay quá, mà em biết là anh mắt to đang không ăn được cay, anh đau mới đau dạ dày hôm qua. Em nói là cho anh hạt, nhưng mà cái tờ giấy thì lại biết là cho anh. Vậy là em đã có lỗi với anh hạt rồi. Cái cuộc đời của em suốt ngày cứ đi xin lỗi người ta rồi. Em nấu cho anh hạt mà em ghi thư cho anh. Hay. Tham lam. Bực mình cái cô này. Thì mình thấy là cô nàng này là không có rõ ràng trong vấn đề tình cảm và cũng tất cả các vấn đề luôn, không có đủ dứt khoát để xác định rằng tình cảm mình đã đặt ở đâu. Đã biết ta không ăn được cay, đã vô tử, mắc gì bỏ ớt vô rồi đó lộ. Thì em nghĩ là cái cách cư xử của cô thì nó không được khéo ở đây. Qua nghe anh hạt nói là cỏ chắc chắn là cỏ sẽ không có cái gì với cá heo, đúng không? Mình này cỏ chưa thấy ai mà không nghĩ là người đó sẽ hợp với cỏ hết. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay, đó là phần kết nối trái tim số 3.